thăm viếng tập nhật chúng tôi. Chúng tôi rất là vui, rất là cảm ơn, rất cảm ơn bà con và quý anh chị cũng như là các cháu ở đây đem niềm vui tới cho chúng tôi. Có mặt của các bà con, cho chúng tôi trong cái đêm Noel này. Hôm nay là lễ lớn của đạo giáo chúng tôi. Tôi muốn chia sẻ cái điều đó với là bà con.